sợ. Thầy tự ơi, thầy tự ơi, đi qua thằng tiếp năm năm màu tóc trắng. Đành sống ra đi, sống ra đi thì dập dập đi. Cha vua cũng chưa thành thì thấy chân nhân chào. Alo, alo, alo.
đừng có nghe lòng nhiều. Rồi để giao chúng ta đi mỗi đời dân viên bỏ lại nơi đây niềm đau khổ sao chỉ cũng vẫn đi người đi yêu đi xa. Đau đỏ như phút phận đi người đi nghe âm đầu tiên đi còn thế giới vô phận đi như mắt mẹ dẫn sâu. Đêm tôi tận yêu giác chờ hẳn tình sau ly ơi còn thì đâu mà nói được ta sẽ duyên tình rồi sao vẫn nhớ thương tình chung như cuốn thần dẫn theo tình đôi mình mãi mãi xa nhau vậy phút ban đầu hay cô chân chân đi thì đạo già để nhân sanh già thôi đang ở lại quần hãy chờ ta trong giây phút giao chung để thấy sanh sanh hãy mau phục vụ ta vào bốn cửa thành để tìm ra chân lý. Mau chúc mừng. Hey. Trời ơi, con ngựa của em đâu rồi? Hey. Đâu ngựa em đâu? Em có ngựa thôi. Hey. Ngưng đi em ơi, hãy ngưng đi. Ngựa không còn chạy kịp nữa. Ngưng đi, ngưng đi. Ngựa không còn chạy kịp nữa. Ngựa em thái tử. Ngựa em đang cắt nước mà tôi đang ghẹp không chạy được. Dạ, thái tử. Thái tử muốn đi đâu vậy thái tử? Kìa, sao lại? Dạ, đã đứng dọc dọc sông ta xuống sông rồi. Vì thầy, chẳng phương là việc tâm sự để ta tìm ăn đào bầu. Thái tử, thái tử nở lòng đầu bỏ cái già cha mẹ già vợ đẹp con thơ sau chuyện ta là phù hoàng bầu bầu hoàng cũng ơi ta không bao giờ bỏ bờ nhưng lòng ta quyết ra đi thì bị tận ly cứu nhau lời thì ta vẫn một lòng phải quyết đi ra đây. Thái tử, thái tử quyết định thì sẽ đạt thành nhi à nguyện thì xin cuộc đời dương gia xa xa làm nếu ngày còn do dự khó mà thoát qua trên bước đường đi bao đồng thân già mãi đây thì trở lại quê nhà thái tử ơi bây giờ là đành thách nguyện cầu an toàn khi rời khỏi nơi đây và làm sao tìm cho gì được đem đau mầu về đến thành dương thái tử ra đi em đừng âu lo em sẽ về loan tình bao thái tử đà lạt lìa bỏ quê hương bỏ vua cha bỏ luôn vợ đẹp được như vậy mong an toàn thôi bây giờ chắc chắn đường ra đi lòng ta đôi nhau xa lạc cõi hải kiếm lòng đường thái tử biết ra đi tìm ra chân lý
sẽ không làm vì hãy quay về với hai đi tôi về cùng với gì sang tớ đang chờ ngày đã đi em chúc chúc ngày đã thành phong quả em trở về cũng buồn bao lo ngày hy sinh bên sông chẳng những ngày nắng mưa quyết ra đi là sao chi à một chí nguyện mà mỗi người đã dưỡng mang đồng tâm trí ngài làm sao giải thoát cả đời này không nghe ba lời em vừa hòa phải đỡ xa ta trong lòng của lòng ta giờ thương bao đời đã lầm than cố gắng mong buộc đời chung mai còn đường ba thôi chia tay bây giờ ta cách biệt xa vắng từ thương đông đầy thay tàu hôn đừng lưu ý bà kinh cánh cổ hồi xưa không còn đau nữa sẵn sàng ơi nghe lời ta hãy mau trời bước bao đôi thương sầu tổn tại chốn phòng lo thái tử sao lại không làm ý với lời thái tử chỉ dài xin chú việc này xa lạc dạ ngày nào ra đi thái tử nhớ thương bao lời trong tim đời chân bước ta đây muôn đời và sống con ai ra đi xin cầu mong cho ai với bao nhiêu niềm thương cầu ước mong Phật Bà ban cho mong sáng tương lai sáng soi đạo màu xin bái biệt xin bái biệt dạ vâng xin cảm ơn xin cảm ơn đại gia rất nhiều dạ một bài ca này Trần Quốc Cường cùng và nghệ sĩ Quốc Dũng là người thầy thầy thương cùng với Sở Nhật Đơn cái sự tích tích của một cái vị Phật của mình đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời cho thầy rất nhiều và thật nhiều.